Ông bà tôi nuôi cái con dúi này là 18 năm nay rồi. Nhưng mà tôi thấy cách đây tầm 20 năm thì cũng rất chi là nhiều người nuôi. Nhưng mà 10 người nuôi thì cũng mất 9 người bỏ rồi. Người ta bỏ cũng không phải là người ta không biết đường nuôi. Nhưng mà vì cái thời của cô là cái thời đấy đuối, cho nên là cũng phải đi rừng, đi núi để rồi bán lấy tiền để rồi đong gạo để nuôi các con ăn học. Hồi xưa thì cô bắt ở trên rừng về cô nuôi, nhưng mà cô cũng chả biết bán cho ai được cả. Cho nên cô chỉ biết là nuôi để cải thiện thức trong gia đình thôi. Nhưng mà sau dần dần rồi trừ hết đi. Nói thật là ở cái đất Triệu Sơn Thanh Hóa này nhiều rừng lắm. Cho nên hồi xưa cô đi rừng là cô đi đánh củi là rúi hết nhiều. Mà hắn có cuôn hắn đĩa cả bầy cuôn, xong rồi hắn đứng ở ngoài hắn canh cuôn á. Sau cô đi ngang hắn còn lùa cô còn chạy. Hắn canh cuôn hắn bảo vệ cuôn, cho nên là hắn lùa cô chạy đấy. Các cháu phải tưởng tượng là những cuôn rúi hắn to 5-6 cân như thế này đấy mà. Hắn lùa nên cô sợ lắm, cô phải chạy đấy. Lúc nữa cô đang còn thanh niên cho nên là nhiều khi cô cũng sợ. Nhưng mà giờ là cô nuôi 18 năm nay là cô làm quen với nó là cô lại bế được. Và hắn sinh đĩa là cô lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Giờ thì vào rừng lấy đâu ra nữa. Cho nên là cô nuôi cái quân này là đấy. Hắn đĩa những bố mẹ rồi quân rồi cô cứ kiên trì cô nuôi. Chứ hồi xưa nuôi thì không biết bán. Nhưng mà trừ cô nuôi coi như là đầu ra cô cũng bao tiêu cho bà quân hết. Và con giống này là cô cứ quay lên này để cho bà con thấy rồi đến để đây rồi mua ủng hộ cô. Và cái gì chưa biết thì cô nuôi lâu năm cô có kinh nghiệm đến đâu thì cô tư vấn cho các cháu đó. Những cái hàng thương phẩm thì trừ xấu đẹp gì là thợ nó đến nó lấy hết để nó la giao cho nhà hàng. Chứ mình chăn nuôi mình không phải đi lua cái việc của cái hàng thương phẩm đâu. Quá xinh.